Đêm qua 20 tháng 9, trận cầu đinh ở vòng 2 Premier League 2020-2021 giữa Chelsea và Liverpool đã chính thức diễn ra. Dù nhận được rất nhiều sự kỳ vọng, song Frank Lampard và các học trò đã không thể làm nên chuyện trước nhà đương kim vô địch. Những sai lầm cá nhân đã khiến The Blues phải chấp nhận trận thua 0-2 và trao lại 3 điểm cho đối thủ. Trên sân Stamford Bridge, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút bù giờ của hiệp 1 khi Andreas Christensen lãnh thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Sadio Mane. Bước vào hiệp 2 với tổn thất về nhân sự, Chelsea đã nhanh chóng phải nhận bàn thua đầu tiên ở phút 50 sau pha lập công của Mane. Tuy nhiên, khi còn chưa kịp hoàn hồn, đội chủ nhà lại phải nhận thêm một cú trời giáng nữa. Lần này, tội đồ của The Blues chính là Kepa Arrizabalaga. Chỉ 4 phút sau khi Mane lập công, thủ thành người Tây Ban Nha đã có pha xử lý vô cùng ngớ ngẩn. Nhận đường truyền của Kurt Zouma trong vòng cấm, anh liền truyền thẳng vào chân của Mane. Tiền đạo người Senegal đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho, ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Liverpool. Như vậy, sau 2 trận đấu đầu tiên ở Premier League mùa này, Kepa đã mắc 2 sai lầm khiến Chelsea bị thủng lưới. Ở diễn biến khác, ở trận đấu sớm trong ngày Chủ nhật, Tottenham đã xuất sắc giành chiến thắng 5-2 trước Southampton trong ngày bộ đôi Son Heung-min, Harry Kane tỏa sáng. Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Sociedad chủ động chơi co cụm để nhường thế trận hoàn toàn cho Real. Trong hiệp 1, cơ hội thuận lợi nhất của Real là khoảnh khắc thủ môn bên phía Sociedad mắc sai lầm. Benzema thoát xuống đối mặt thủ môn Alex Ramiro ở phút 38, anh dê bóng qua Ramiro và một cầu thủ Sociedad. Dù vậy, khi phía trước là khung thành trống, Benzema lại truyền vào trong thay vì dứt điểm. Cuối hiệp 1, Real đối diện với một pha phản công nguy hiểm của Sociedad. Sang hiệp 2, Real tiếp tục đẩy cao đội hình, lối chơi của Real mạch lạc hơn nhưng thiếu sắc sảo trong các tình huống quyết định. Bakayoko thất bại trong mọi ý đồ tiếp cận vòng cấm của Sociedad. Benzema và Kroos tung những cú dứt điểm nguy hiểm ngoài vòng cấm nhưng không đủ để đánh bại thủ môn Ramiro. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 trong ngày mà hàng công của Real Madrid tịt ngòi trước Sociedad. Paris Saint-Germain đã khởi đầu tệ hại ở Ligue 1 2020-2021 khi toàn thua 2 trận đầu và chỉ có được chiến thắng xích sao ở những phút bù giờ trong trận gặp Metz vòng trước. Neymar tiếp tục vắng mặt vì án treo giò, nhưng PSG đã đón chào sự trở lại của Kylian Mbappe. Sau vài cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, PSG cuối cùng đã vươn lên dẫn trước. Người tạo ra khác biệt không ai khác là Mbappe, với pha đi bóng tốc độ và cực kỳ dũng mãnh, buộc Kieran Thuram phải phạm lỗi đối với anh trong vòng cấm. Tiền đạo 21 tuổi đích thân bước lên chấm 11m, thực hiện thành công quả phạt đền bằng cú dứt điểm lạnh lùng. Đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, lại là Mbappe đi bóng như một cơn lốc bên phía cánh trái, vượt qua hai hậu vệ của Nice rồi tung ra cú sút. Thủ môn Walter Benedetz không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện để Di Maria băng vào đá bùi dễ dàng, nhân đôi cách biệt cho PSG ngay trước khi bước vào giờ nghỉ. Phút 65, Marquinhos chấm dứt mọi hy vọng của đội chủ nhà bằng pha bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 từ quả đá phạt có điểm rơi chuẩn xác của Di Maria. Khoảng cách 3 bàn được PSG duy trì đến khi trọng tài nổi hồi còi, mãn cuộc, dù Nice rất cố gắng để có bàn thắng danh dự. Với việc mỗi đội chỉ tung một ngoại binh, trận chung kết Cúp Quốc gia 2020 trở thành màn so tài hấp dẫn giữa những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Câu lạc bộ Hà Nội là đội nhập cuộc tốt hơn, câu lạc bộ Viettel gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát tầm cao của đối thủ. Thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng kiên trì phòng ngự và phải chờ đến phút thứ 20 mới có cơ hội ngon ăn đầu tiên. Câu lạc bộ Viettel và Hà Nội cống hiến cho người hâm mộ trận đấu hấp dẫn cho đến những giây cuối cùng. Viettel là đội mở tỷ số ở phút 75 sau pha dứt điểm của Ngọc Sơn. Tuy nhiên, câu lạc bộ Hà Nội với những cá nhân xuất sắc đã hoàn tất cú ngược dòng ngoạn mục. Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Quang Hải lần lượt ghi bàn ở phút 82 và 88 để mang niềm vui cho cổ động viên tại sân hàng đẫy. Với ưu thế sân nhà, Juventus không mất quá nhiều thời gian để tạo ra thế trận áp đặt. Sau hàng loạt nỗ lực hãm thành, các nhà đương kim vô địch đã có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 13 của Kulusevski. Cầu thủ vừa trở về Juventus sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn ở Parma. Nỗ lực đi bóng bất thành của Cristiano Ronaldo vô tình lại trở thành đường kiến tạo tuyệt đẹp để tài năng trẻ người Thụy Điển tung ra cú sút hiểm hóc hạ gục thủ thành Audero. Sau bàn mở tỷ số, Juventus tiếp tục thống lĩnh thế trận với lối chơi ban bật thật đẹp mắt. Cristiano Ronaldo hoạt động rất tích cực trên hàng công. Tới phút 34, Ramsey lại kiến tạo cơ hội ngon ăn cho Ronaldo, nhưng cú dứt điểm của CR7 lại đưa bóng đi chệch khung thành Sampdoria trong gang tấc. Dẫn trước 1-0 sau 45 phút đầu tiên, Juventus bước vào hiệp 2 với lợi thế khá lớn. Mãi tới phút 78 của trận đấu, Juventus mới nhân đôi cách biệt với bàn thắng của Bonucci. Sau cú dứt điểm cận thành bị cản phá của Cuadrado,
trung vệ người Italia đã thực hiện cú đá bồi dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0. Không dừng lại ở đó, phút 88, Juventus còn ghi thêm một bàn thắng nữa. Người ghi bàn cho đội chủ nhà không ai khác là Cristiano Ronaldo. Ngôi sao người Bồ đã tung cú sút chéo góc đánh bại thủ thành Aldero sau khi nhận cú chọc khe của Ramsey. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, Juventus đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Trên sân St. Mary, bộ đôi tiền đạo của Tottenham tỏ ra cực kỳ ăn ý. Son ghi 4 bàn thắng, tất cả được kiến tạo bởi Kane. Theo Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử ở Premier League một cầu thủ có 4 đường truyền thành bàn cho cùng một đồng đội. Ở trận đấu này, Kane chơi lùi sâu, đảm nhận nhiệm vụ kiến thiết. Anh có những đường truyền dài ấn tượng với độ chính xác cao, từ đó mở ra cơ hội cho đồng đội. Thậm chí đội trưởng của Spurs có thể truyền mà không cần quan sát, nhưng vẫn đưa bóng đúng nhịp di chuyển của Son. Trong khi đó, tiền đạo người Hàn Quốc thể hiện khả năng chạy chỗ thông minh và dứt điểm ấn tượng. Son luôn xử lý bóng gọn gàng để đánh bại thủ môn Alex McCarthy. Ngoài 4 đường truyền để Son ghi bàn, Kane cũng có một pha lập công ở phút thứ 82. Bộ đôi này cùng chơi xuất sắc, nhưng người nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận là Son. Cầu thủ số 7 của Tottenham cũng vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới của Premier League. Anh có cùng 4 bàn thắng với Calvert-Lewin của Everton.